Trong cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, luôn sáng tỏ một chân lý, bắt đặt tất cả tình yêu, khát vọng và lý tưởng cách mạng vào ý niệm thiêng liêng nhất, Tổ quốc và nhân dân. Tổ quốc và nhân dân là động lực duy nhất để Hồ Chí Minh phát động một phong trào lớn, khơi dậy sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20, phong trào thi đua yêu nước. Ở miền Nam, phong trào thi đua yêu nước chống Mỹ Diệm ngày càng mạnh mẽ, lan tỏa khắp nơi. Tiêu biểu là phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre do nữ tướng Nguyễn Thị Định khởi xướng và lãnh đạo, đã làm tan rã bộ máy chính quyền tay sai tại nhiều địa phương của Mỹ Diệm. Nhiều vùng giải phóng ở nông thôn do lực lượng của ta kiểm soát. Cùng với Đồng Khởi ở Bến Tre, khí thế đấu tranh cách mạng của nhiều tầng lớp nhân dân đã lan rộng ra khắp miền Nam. Đó là những cái thế gọi là chuyển đổi từ cái tư tưởng gọi là thi đua, làm sao cho cái khu vực của mình không phải là một cái khu vực ăn theo một cái vùng đất và con người khác. Ví dụ như nông thôn Đồng Khởi, mà nếu mà đô thị nằm im để mà chạy theo, chừng nào nông thôn mà giải phóng rồi bao vây thành thị, rồi giải phóng thành thị thì chết. Đằng này không, nông thôn vừa nổi dậy thì nông thôn gặp khó khăn thì đô thị cũng nổi dậy theo kiểu của mình. Và cái đó chính là một cái thi đua, nó hàm một cái ý là anh huy động được sức mạnh của vùng đất và của con người ở cái địa phương đó để làm nên những cái phong trào và làm nên những cái chiến tích phù hợp với mình để nó có thể góp sức vào trong cuộc thắng lợi chung của cuộc kháng chiến. Sau phong trào Đồng Khởi, chiến thắng ấp Bắc năm 1963 đã làm thất bại chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận của Mỹ, báo hiệu sự phá sản của chiến lược chiến tranh đặc biệt của Hoa Kỳ. Sau đó, Trung ương Cục miền Nam đã phát động sâu rộng phong trào thi đua ấp Bắc giết giặc lập công. Cái ý thức thi đua là nó tiềm ẩn ở trong tất cả người chiến sĩ. Cho nên khi mà nói thi đua, ý muốn nói rằng anh phải ở trong một thế tiến công thì anh mới có thể giành được thắng lợi và mới đạt được thành tích thi đua. Còn nếu mà anh ở trong một cái thụ động thì anh sẽ không giành được gì, thậm chí anh bị tiêu hao và tiêu diệt. Do đó cho nên ấp Bắc tức là thể hiện một cái ý thức thi đua là chiến lược tiến công cách mạng. Cái ý thức của nó là chiến lược tiến công cách mạng. Cho nên hiểu thi đua mà Bác Hồ phát động chính là hiểu cái chiến lược tiến công cách mạng mà nó xuyên suốt trong cả hai cuộc kháng chiến, trong 30 năm kháng chiến của chúng ta. Khí thế thi đua giết giặc lập công được phát huy sôi nổi trên các mặt trận. Cuối năm 1964, quân giải phóng miền Nam tổ chức tấn công vào làng Bình Giã, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay, gây thiệt hại nặng cho đối phương. Chiến thắng của quân giải phóng trước quân đội Việt Nam Cộng Hòa được Mỹ cố vấn và trang bị vũ khí đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng bộ đội chủ lực quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Từ năm 1948 đi, hoặc là trước đó nữa, khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, thì chúng ta đã thấy được là Sài Gòn đã là một trong những cái địa phương đi đầu, một trong những nơi thực hiện sớm nhất cái quyết tâm, cái ý chí của dân tộc. Mà như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ gìn nền tự do độc lập ấy đấy. Thì có thể nói là Sài Gòn từ ngày 23 tháng 9 đã là người đầu tiên, đã là nơi đầu tiên trên đất nước ta thể hiện cái tinh thần ấy, cái ý chí ấy. Và đó cũng là cái nhiệm vụ rất quan trọng của cái đất nước, của dân tộc. Nó cũng là một trong những nơi thực hiện cái quyết tâm của dân tộc. Phong trào xuống đường, đấu tranh chính trị của sinh viên học sinh và đồng bào Phật tử tại Sài Gòn với sự kiện Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu gây chấn động dư luận. Cùng năm đó, nữ sinh Quách Thị Trang bị cảnh sát Sài Gòn bắn trong một cuộc biểu tình, càng thổi bùng ngọn lửa đấu tranh mạnh mẽ của giới trí thức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân chống Mỹ thêm dữ dội. Sau sự kiện cầu công lý, tấm gương và khí phách anh dũng, oai hùng của người thanh niên yêu nước
Nguyễn Văn Trỗi khi đối diện với mũi súng của kẻ thù đã làm dấy lên phong trào sôi nổi sống như anh trong đông đảo thanh niên Sài Gòn và cả nước. Thắng lợi của cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân là kết quả một cuộc chiến tranh nhân dân thực thụ, huy động cả lực lượng bộ đội chính quy, địa phương quân, dân quân, du kích, tự vệ. Tất cả thể hiện tinh thần thi đua yêu nước, giết giặc lập công trong cuộc chiến này. Cái chết của người thanh niên yêu nước Nguyễn Thái Bình đã gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế. Tố cáo tội ác của quân xâm lược Mỹ, động viên tinh thần phản kháng, ý thức cách mạng trong thế hệ trẻ đương thời. Nụ cười của chiến sĩ cách mạng Võ Thị Thắng trước tòa án chính quyền Sài Gòn đã trở thành biểu tượng của một niềm tin tất thắng. Trong tâm khảm của mỗi con người, nó đã hàm chứa cái nội dung thi đua rồi. Và chính vì thế nên người ta hoạt động không cần phải một sự lệ bề ngoài, mà tự thân vận động là người cách mạng đã có rồi. Cái tự thân vận động đó chính là một cái tinh thần yêu nước, một cái ý chí quyết chiến, quyết thắng và không sợ kẻ địch. Lòng yêu nước và sự hy sinh vì đất nước của hàng triệu quân dân Việt Nam trong suốt hai cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã đem đến một mùa xuân đại thắng, thống nhất nước nhà năm 1975. Lớp thanh niên đã trưởng thành sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đón nhận sinh khí và nhịp điệu của cuộc sống mới từ một quốc gia thống nhất, non sông liền một dải, với sức mạnh và niềm tin được truyền lại từ quá khứ hào hùng. Sau hơn 20 năm đất nước bị chia cắt, những chuyến tàu khách đầu tiên đưa người thân của những gia đình bị ly tán gặp lại nhau tại Sài Gòn đã được giải phóng. Nước mắt trong ngày đoàn tụ chính là hạnh phúc của một dân tộc chiến thắng. Người dân Sài Gòn bước vào cuộc sống mới với nhiều niềm vui và hy vọng trong không khí hòa bình, độc lập và tự do, đúng như lời Hồ Chủ tịch mong ước và dự cảm lúc sinh thật. Đầu tháng 5 năm 1975, Ủy ban Quân quản Sài Gòn Định được thành lập và đã nhanh chóng giữ gìn trật tự trị an cho thành phố. Thanh niên tự vệ tham gia nhiều công việc giúp đỡ. Mỗi người dân đều cố gắng phát huy khả năng mình trong việc góp phần ổn định cuộc sống của thành phố sau chiến tranh. Phong trào thi đua yêu nước, diệt giặc đói, diệt giặc dốt ở miền Bắc Việt Nam đã được tái hiện sinh động tại Sài Gòn qua những hoạt động chăm lo cho dân. Không khí bình dân học vụ mà Hồ Chủ tịch đã phát động sau ngày thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được người dân Sài Gòn áp dụng trong thực tế cuộc sống ngay từ những ngày đầu giải phóng, tạo nên tinh thần thi đua học tập sôi nổi. Việc sản xuất những vật dụng thiết yếu cho nhu cầu của người dân được nhanh chóng phục hồi, với những công nhân ngành làm việc tăng năng suất lao động, khơi lại khí thế phụ nữ ba đan trong phong trào thi đua yêu nước. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 4 năm 1976 là đại hội đảng đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất, đã đề ra kế hoạch xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã chọn. Tháng 7 năm 1976, thành phố Sài Gòn chính thức được mang tên là thành phố Hồ Chí Minh. Với những thế mạnh riêng mình được lại và phát huy từ các yếu tố địa lý, kinh tế, văn hóa, con người, nên thành phố Hồ Chí Minh vẫn là thành phố đi đầu trên cả nước về năng lực cạnh tranh, với sự năng động và nhanh nhẹn nắm bắt những yếu tố thuận lợi để phát triển.
trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn vì chiến tranh vừa chấm dứt, cơ sở hạ tầng lẫn kiến trúc thượng tầng còn chưa được hoàn chỉnh, thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ vai trò tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Trong cái giai đoạn những năm trước đổi mới chẳng hạn, chúng ta là ở đây cũng là những nơi mà cái phong trào xây dựng vùng kinh tế mới chẳng hạn, nó là một trong phong trào mới rất là lớn của đất nước trong giai đoạn đó, xây dựng các vùng kinh tế mới để mà tạo ra cho chúng ta thấy được là một cái khả năng chúng ta có thể chinh phục những cái vùng hoang, những cái vùng hoang hóa, những cái nơi đó để trở thành những cái nơi phát triển kinh tế xã hội, hoặc là sau đó là những cái hoạt động để tháo gỡ cái khó khăn của đất nước chẳng hạn. Thì những cái trường hợp như là các cái nhà máy dệt, dệt Thành Công, dệt Thắng Lợi, thế rồi nhà máy thuốc lá, thế rồi dược 2 tháng 9, thế rồi có rất nhiều những cái hoạt động rất tiêu biểu như là cái nhóm thứ 6 chẳng hạn, tập hợp những cái trí thức, những người mà có cái tâm huyết của đất nước vào trong cái việc là nghiên cứu những vấn đề, những cái hiện trạng, những cái giải pháp để tháo gỡ những cái khó khăn của đất nước. Hàng trăm ngàn thanh niên xung phong của thành phố Hồ Chí Minh đã tự nguyện được làm nhiệm vụ, tiếp nối truyền thống thanh niên ba sẵn sàng của thủ đô Hà Nội năm xưa. Lực lượng thanh niên xung phong có mặt tại những mới, những nơi rừng thiên nước khai hoang mở đất, sản xuất lương thực để cung cấp cho thành phố và chi viện cho miền Bắc. Thanh niên xung phong còn là lực lượng chính yếu xây dựng lại tuyến đường sắt Bắc Nam đã bị hư hại trong chiến tranh. Những kết quả và kinh nghiệm của phong trào thanh niên xung phong đã được cả nước thừa nhận. Năm 1977, hàng vạn thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký tình nguyện lên đường sang làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, chiến đấu quân Pol Pot xâm lăng, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Phong trào thanh niên ba sẵn sàng từ thập niên 60 vẫn còn những giá trị tích cực, tác động đến tinh thần chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ trẻ trên chiến trường biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của Pol Pot, Aung San Suu Kyi. Các nhà máy xí nghiệp được nhanh chóng xây dựng, đi vào sản xuất ổn định, cung cấp những mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống người dân. Nhiều tấm gương điển hình, bông hoa tiên tiến ra đời. Song song sự tăng trưởng mạnh mẽ về sản xuất hàng hóa, thì nhu cầu về điện khí hóa cũng thực hiện bằng những bước đi mạnh mẽ. Trong đó, có việc chủ động tìm kiếm nguồn năng lượng điện quốc gia. Một trong những thành tựu lớn nhất về mặt năng lượng trong công cuộc đổi mới của thành phố Hồ Chí Minh chính là nhờ vào sự hình thành của đường dây truyền tải điện năng siêu cao áp 500 kV đầu tiên do Việt Nam thực hiện, với chiều dài toàn tuyến lên đến gần 1.500 km. Đây là một dự án táo bạo, kết tinh tâm huyết, trí tuệ của lãnh đạo đảng và nhà nước, mà người khởi xướng là Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên sau giải phóng. Công trình đường dây 500 kV Bắc Nam đã thể hiện sự đột phá trong tư duy và quyết đoán trong cách làm, cách nghĩ của những người trực tiếp tạo nên đường dây, để lại một công trình quốc kế dân sinh quan trọng. Từ Thủy điện Hòa Bình, nguồn điện được đưa về thành phố Hồ Chí Minh qua đường dây 500 kV phục vụ cho phát triển sản xuất công nghiệp, điện khí hóa nông thôn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân. Dòng điện Bắc Nam đã góp phần tạo nên tốc độ tăng trưởng vượt bậc cho thành phố Hồ Chí Minh, để chiếc đầu tàu của cả nước có đủ năng lượng và sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Những cái tháo gỡ, những cái bung ra, những cái phá rào ở đây trong giai đoạn đó thực sự là những cái đi đầu, những cái đi trước để mà đóng góp vào trong vấn đề là hình thành những cái đường lối đổi mới của đất nước trong giai đoạn. Thế rồi từ sau khi mà chúng ta có cái đường lối đổi mới, thực hiện cái công cuộc đổi mới của đất nước đó, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong nơi sáng tạo khá nhiều những cái phong trào như là cái xóa đói giảm nghèo chẳng hạn. Chương trình xóa đói giảm nghèo từ năm 1992, 1993 trở đi, thì như vậy là nó đã trở thành một trong những cái điển hình
những cái rất nổi bật để làm cho cái phong trào của toàn dân tham gia vào cái công việc là xóa đói, giảm nghèo, giống như là cái chống giặc đói được tốt trong những năm của kháng chiến, năm cách mạng tháng 8 thành công. Phát triển kinh tế xã hội gắn liền với truyền thống uống nước nhớ nguồn là một thế mạnh và nét văn hóa đặc sắc của dân tộc ta và của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Các bà mẹ anh hùng được tuyên dương và được xã hội tri ân, chăm sóc, dưỡng nuôi và giúp đỡ về nhiều mặt, tạo nên những nghĩa cử tốt đẹp trong tâm thức của các thế hệ trẻ. Thi đua yêu nước là một chuỗi kết nối và kế thừa liên tục, không bị đứt đoạn. Thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thế hệ con cháu xây dựng và phát triển đất nước, nhưng luôn để trong tim mình ký ức về những nguồn lực, sức mạnh nội tại được kết tinh từ phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, đã giúp thế hệ cha anh làm nên lịch sử. Chính nguồn lực cùng sức mạnh đó soi rọi con đường hiện tại và tương lai. Trong các lĩnh vực đứng đầu cả nước của thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh vực giáo dục, thành phố được ví như một trường đại học lớn, nơi đào tạo và cung cấp nhiều nhân tài và nhân lực cho cả nước. Phong trào mùa hè xanh tình nguyện do thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phát động cũng là phong trào đầu tiên trên cả nước. Bạn sinh viên xuống nông thôn với tiêu chí ba cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân. Phong trào mang theo ý chí của thanh niên ba sẵn sàng với mục tiêu đưa các bạn trẻ đến giúp đỡ những người dân ở vùng sâu vùng xa bằng những nội dung và công việc cụ thể thiết thực. Ngược lại, chính các bạn đã học lại từ người dân về tình yêu lao động, những trải nghiệm thực tế để các bạn rèn luyện nhân cách, lối sống và nhân sinh quan của mình một cách tích cực hơn. Phong trào mùa hè xanh tình nguyện được nhiều tỉnh thành trên cả nước học tập và áp dụng, được dư luận xã hội rất cao. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm được thành phố phát động liên tục đã tác động lớn, sâu rộng trong xã hội. Phong trào không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà đã lan tỏa rộng ra cả nước, đặc biệt là phong trào xóa đói giảm nghèo. Thành phố Hồ Chí Minh còn chủ động về thủy lợi cho nông nghiệp qua việc xây dựng hệ thống kênh Đông Củ Chi, Bắc Bình Chánh, đem lại những vành đai xanh, hiệu quả kinh tế lớn cho thành phố. Chương trình điện khí hóa nông thôn cũng là phong trào tích cực để nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân các huyện ngoại thành. Đây cũng là một trong những công trình tiêu biểu đánh dấu sức sáng tạo và năng động của thành phố trong giải quyết những vấn đề của mình và tăng cường tiềm lực quốc gia. Khi luật đầu tư nước ngoài ra đời, thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương dẫn đầu tốc độ và số lượng phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn trên cả nước. Hàng hóa từ các khu chế xuất, khu công nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong nước mà còn được xuất khẩu, đem lại nguồn thu ngoại tệ khả quan, đóng góp dự trữ ngoại tệ quốc gia. Đồng thời, công nhân Việt Nam được tiếp cận với các dây chuyền sản xuất hiện đại trong môi trường lao động tiên tiến của nước ngoài. Nhiều tấm gương trong lao động sản xuất được tuyên dương và tặng thưởng, đã gợi lại ý tưởng của Hồ Chủ tịch trong phong trào tăng gia sản xuất. Mỗi người làm việc bằng hai, sản xuất nhanh, nhiều, tốt, rẻ. Gương sáng người thợ, bàn tay vàng các ngành sản xuất cũng nằm trong khái niệm này, đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng công nhân lao động trong thời kỳ đổi mới. Qua các kỳ đại hội thi đua yêu nước thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn cá nhân, đơn vị, tập thể đạt danh hiệu thi đua trong lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu và sáng tạo khoa học đã được đảng bộ và chính quyền thành phố tuyên dương khen thưởng. Nhiều cá nhân xuất sắc đã chia sẻ
mọi người những nỗ lực của bản thân trong thi đua lao động sản xuất, tiếp nối lời kêu gọi của Bác Hồ vào ngày 11 tháng 8 năm 1948. Chỉ xin mạo muội nói những động viên khích lệ tuyên dương của nhà nước cùng xã hội đối với các cá nhân đơn vị đạt thành tích cao trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh chính là nguồn năng lượng để tiếp cho ngọn lửa thi đua vẫn cháy đỏ trong tư duy và hành động của mỗi người. Tinh thần năng động sáng tạo, những bài học kinh nghiệm hết sức là quý báu mà chúng ta đã rút ra trong cái 25 năm đổi mới cũng như là ứng phó với tình hình khủng hoảng kinh tế xã hội vừa qua, thì đó là những bài học quý để chúng ta tiếp tục có những cái giải pháp phát huy cái tính năng động sáng tạo, nêu cao cái ý chí vượt qua khó khăn, đặc biệt là cái tính dự báo. Rồi chúng ta cũng tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào thi đua yêu nước trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân thành phố dưới cái tấm lòng trách nhiệm trước cũng như là trước nhân dân cả nước, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố chúng ta sẽ làm hết sức mình lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, có nhiều cái suy nghĩ, cái tìm tòi sáng tạo để làm sao thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Sài Gòn đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình trong phong trào thi đua yêu nước, còn thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đó. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn đang ở chặng đầu tiên trên con đường tiến tới giàu mạnh, hiện đại và văn minh, với nhiều cơ hội tốt để phát triển. Nhưng bên cạnh cơ hội tốt là những khó khăn và thách thức. Thi đua yêu nước là mục tiêu, vừa là phương tiện, vừa là động cơ cho mỗi con người và cho thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố được vinh dự mang tên người lãnh tụ đã sinh thành, nuôi dưỡng và phát triển phong trào thi đua yêu nước. Con tàu mang tên Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiến về phía trước cuộc hành trình 65 năm.